Chút nha, thậm chí cái lượng đạm nó cao hơn thịt bò nữa. Còn đây là cái quả đó nha, quả nó giống như quả đứa các bạn. Quả của nó thì thường thường thì nó khi mà nó khô nó có rất là nhiều hạt giống nha, nó rụng xuống thì nó cũng ít cái lên cây con đó. Đa số người ta dùng cành để người ta dặm ra để trồng cây. Cây này mình thấy nhiều ở Việt Nam mình nghe các bạn, nhưng mà đa số là dùng